Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 28 tháng 1, Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mường Tè đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngày 28 tháng 1. Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận. Tại phiên làm việc, các đại biểu tham luận phân tích làm rõ các nội dung về đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên trong thanh niên, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương. Trước đó, trong ngày 27 tháng 1, đã có 23 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các đảng bộ tỉnh, thành phố, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trung ương phát biểu ý kiến tham luận. 6 trọng tâm trong các nhiệm vụ giải pháp mà các văn kiện trình Đại hội 13 đề ra, đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập, giữ vững độc lập, tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Chiều 28 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến 12 giờ ngày 28 tháng 1 tại nước ta đã phát hiện thêm 82 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó, có 72 ca ở tỉnh Hải Dương và 10 ca ở Quảng Ninh. Trong số đó đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên, bệnh nhân số 1435, nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 biến thể VOC. Trước tình hình trên, tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu kích hoạt ngay hệ thống phòng dịch trên địa bàn toàn tỉnh, truy vết và rà soát ngay những người đã đi qua và đến từ vùng dịch. Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế đối với các trường hợp đi qua, đến, ở từ vùng có dịch kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, yêu cầu các sở ban ngành địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cơ sở y tế thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, luôn sẵn sàng đi đầu, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, quân đội, các huyện biên giới tăng cường nắm địa bàn, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở khu vực biên giới, không để bất cứ trường hợp nhập cảnh trái phép nào mà không được quản lý cách ly. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện, thành phố thống kê chính xác số công dân đang lao động tại nước ngoài, kiểm tra rà soát đảm bảo cơ sở vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đảm bảo phòng chống dịch. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh việc đầu tư mua sắm hệ thống máy xét nghiệm COVID-19, tạm dừng các chuyến xe liên tỉnh đến, đi qua, trở về từ hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Kích hoạt các trạm kiểm soát ở tại Tam Đường, ở tại Than Uyên, ở tại Nạm Nhùn. 8 giờ ngày mai bắt đầu kích hoạt, phải hoạt động ngay. Hôm nay chúng ta không phải phun nhưng phải giám sát được người vào địa bàn chúng ta. Khai báo yếu tố dịch tế,
nếu từ vùng đó về là phải cách ly. Đề nghị có quyết định ngay. Tôi đề nghị là cơ quan thường trực rồi văn phòng trạm nào của tỉnh quyết định, trạm nào của huyện, bệnh viện quyết định, mai 8 giờ là phải có, phải đi vào hoạt động ngay, không được chần chừ. Chính quyền cấp huyện, cấp xã, nhất là địa phương vùng biên giới tiếp tục phát huy vai trò tự quản. Đấy, cái tổ này là rất là hoạt động rất hiệu quả và chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc đeo khẩu trang 5K đấy, hạn chế tụ tập đông người. Bây giờ họ cơ quan cũng thế, phát huy cái công nghệ thông tin đi, phải xử lý nghiêm những trường hợp mà trốn cách ly không khai báo y tế. Tôi đề nghị xử lý nghiêm. Đó là sau cuộc họp này chúng ta phải kích hoạt ngay hệ thống phòng chống dịch, phải làm ngay thống kê những người đi từ vùng dịch tôi đang nêu ở trên, đồng thời áp dụng các biện pháp. Chưa quá 14 ngày, chưa quá 28 ngày thì vẫn trong đối tượng để kê khai kiểm tra, xét nghiệm, cách ly. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2020. Cả nước đã chung tay phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, trong các ngày 27-28 tháng 1 năm 2021 đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus. 72 ca tại nhà máy Poyun, khu công nghiệp Cộng hòa thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 1. Đối với tỉnh Hải Dương, phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố trong thời gian 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, đi làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc, tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, đảm bảo vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày, căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2020, và chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo rà soát siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm,
Bộ Y tế tập trung nguồn lực kịp thời hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương nhanh chóng dập dịch, chủ động có phương án kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát. Các bộ Quốc phòng, An ninh, Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép. Các bộ Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí và Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục thông tin về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh. Hết chỉ thị. Thưa quý vị và các bạn, chiều 28 tháng 1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp thống nhất việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện áp dụng truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai. Đồng chí Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đại diện lãnh đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, sở ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến và thảo luận về tình hình trồng kinh doanh cây đào trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đại biểu thống nhất ý kiến, hiện nay cây đào phần lớn là đào trồng tại vườn nhà, nương rẫy, trang trại, gia trại, theo các dự án phát triển kinh tế và do người dân tự trồng. Thị trường đào Tết năm nay kém sôi động hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Giá đào giảm mạnh, cần tạo điều kiện cho người dân bán đào vì đây là loại hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Đối với các tiểu thương, thu mua đào vận chuyển đến các địa phương khác cần dựa trên nhu cầu thực tế để xác nhận nguồn gốc, đảm bảo mục tiêu không phát sinh thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người dân và không chặt phá rừng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất ý kiến đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền vận động người dân không phá rừng, trong đó có cây đào trồng trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, giải thích rõ cây đào đang lưu thông trên thị trường Lai Châu thuộc nhóm cây ăn quả, không phải là lâm sản, được lưu thông hàng hóa như cây ăn quả. Đồng chí nhấn mạnh, căn cứ vào nhu cầu của thương lái, nếu cần truy xuất nguồn gốc sẽ làm việc trực tiếp với người bán đào, không phát sinh thủ tục mới, tạo điều kiện cho lưu thông. Hiện nay chưa cần thực hiện truy xuất nguồn gốc, trong thời gian tới để nâng cao giá trị sản phẩm, sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và cuộc vận động vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động. Trong năm 2020, Hội cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Lai Châu, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ làm 7 nhà ở cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá là 235 triệu đồng tại các huyện Tam Đường, Tân Uyên và Mường Tè. Đồng thời, vận động hội viên ủng hộ tiền mặt được hơn 164 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi tặng quà các dịp lễ Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức mùng 2 Tết Tân Tỵ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân. Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Mời quý vị khán giả cùng ôn lại sự kiện có ý nghĩa quan trọng qua phóng sự sau đây. Rời Tổ quốc tìm đường giải phóng dân tộc vào mùa hè năm 1911, từ một cửa biển phía Nam. Để rồi đến năm 1941, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã trở về nơi núi rừng phía Bắc của Tổ quốc. 30 năm là một chặng đường dài với biết bao cuộc trường chinh qua các đại dương và lục địa, ghi nhận sự trưởng thành của một con người về tuổi đời, về nhận thức, tư tưởng, từ thân phận nô lệ trở thành một chiến sĩ cách mạng kiên cường và sáng tạo. Nhưng điều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là sự trưởng thành đó gắn liền với vận mệnh của đất nước. Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Khi về nước thì Ái Quốc quyết định chọn Cao Bằng bởi vì Cao Bằng hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lực và nhân hòa. Bởi khi mà tính đến vấn đề xây dựng căn cứ địa thì ở đó chúng ta phải có thể tự túc được vấn đề lương thực để chiến đấu rất lâu dài, có nghĩa rằng tiên có thể đặt, nuôi có thể giữ. Và để quan trọng nhất đó là vấn đề nhân hòa, bởi vì cái địa bàn Cao Bằng này vốn có một cái truyền thống cách mạng rất lâu đời, nhân dân rất yêu nước và
tham gia cách mạng từ ngày đầu khi mà Đảng được thành lập. Chính vì vậy, Liên minh Ái quốc đã lựa chọn, và trong các nhân tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì yếu tố về con người là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì khi xác định xây dựng các cứ địa, lãnh tụ chúng ta đã khẳng định là chúng ta phải xây dựng được nhân sơn, nhân lại, có nghĩa là rừng người, biển người, thế trận lòng dân có thể xây dựng được, thì lúc đó các cứ địa mới vững chắc. Sau khi trở về nước, người đã chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 tại Bắc Bó, xã Hà Quảng, huyện Cao Bằng. Hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. Tại đây, người và Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, một tổ chức cách mạng có vai trò tập hợp, động viên lực lượng cách mạng. Người đã xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1944 để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa cách mạng giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Sự kiện 80 năm Bác về nước thì đó là một sự kiện rất là quan trọng và có tính chất quyết định. Qua đó thì em thấy rất khâm phục tinh thần yêu nước của Bác, sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình để đi tìm đường cứu nước, để giải phóng đất dân tộc, đem lại cho dân tộc một cuộc sống hạnh phúc ấm no. Bên cạnh đó thì cũng là dịp để tuổi trẻ bọn em có thể học tập tấm gương của Bác, noi theo Bác và cố gắng giúp cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mùa xuân năm 2021, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, 28 tháng 1 năm 1941, 28 tháng 1 năm 2021. Đây là sự kiện lịch sử đã tạo ra những bước ngoặt to lớn cho cách mạng Việt Nam. Ghi nhớ công lao to lớn của người, đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng với cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2020, huyện Than Uyên đã có 7 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí đạt 16,36 tiêu chí trên xã. Hiện nay, huyện Than Uyên tiếp tục thực hiện các giải pháp phấn đấu. Đến năm 2025, huyện Than Uyên sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Để quý vị và các bạn nắm rõ về công tác xây dựng nông thôn mới, định hướng và giải pháp thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi với ông Lò Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, xin cảm ơn ông Lò Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Vâng, thưa ông, xin ông cho biết là trong những năm qua để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì đối với huyện Than Uyên đã quan tâm kiện toàn cái ban chỉ đạo cũng như thực hiện chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện như thế nào? Đối với huyện Than Uyên thì trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì Đảng bộ huyện Than Uyên xác định là huyện Than Uyên sẽ về đích nông thôn mới. Và để triển khai thực hiện nội dung này thì ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ thì huyện ủy rồi là ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo, thứ nhất là kiện toàn toàn bộ hệ thống ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, và trên cơ sở đó thì chỉ đạo các xã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện nông thôn mới của các xã. Và cùng với cái việc kiện toàn này thì các xã hiện nay đã triển khai xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới. Trong đó xác định rất rõ về những tiêu chí hiện nay đã đạt và hiện nay chưa đạt. Trên cơ sở đó có cái tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân huyện và các cấp có thẩm quyền để triển khai huy động các nguồn lực và các nội dung triển khai thực hiện. Vâng, xin ông cho biết là trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì trên địa bàn huyện Than Uyên đã đạt những kết quả như thế nào ạ? Có thể nói là trong 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Than Uyên thì cái kết quả thì cũng đã đạt được rất là nhiều kết quả. Trong đó quan trọng nhất là việc triển khai cái xây dựng nông thôn mới là được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc tuyên truyền của cấp ủy đoàn, chính quyền các cấp. Trong đó là cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy và sự vào cuộc trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện. Và với sự vào cuộc quyết liệt như vậy thì sau 10 năm thì cái
kinh tế xã hội của huyện Than Uyên cũng đã có những cái bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đến năm 2018 thì huyện Than Uyên đã thoát khỏi huyện nghèo, và cái tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn trên khoảng 11% thôi. Hiện tại thì huyện Than Uyên đã có 7 xã đạt nông thôn mới, và từ nay đến hết nhiệm kỳ thì còn khoảng 4 xã nữa đạt chuẩn nông thôn mới. Và ngoài cái việc 4 xã này ra thì các xã còn lại hiện nay đang làm rất tốt cái việc duy trì các tiêu chí. Vâng, xin ông cho biết là ngoài những kết quả đã đạt được thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn gặp những khó khăn như thế nào? Bên cạnh những mặt thuận lợi là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của huyện ủy, đặc biệt là cái sự quan tâm dành nguồn lực của tỉnh cho huyện Than Uyên thì cũng gặp một số khó khăn. Trong đó cái khó khăn lớn nhất là cái việc huy động các nguồn lực. Việc phân bổ nguồn lực hiện nay là huyện Than Uyên hiện nay cũng đang rất gặp nhiều khó khăn. Cái nguồn kinh phí để mà triển khai thực hiện, nhất là cái kinh phí để mà thực hiện các nội dung liên quan đến hạ tầng sản xuất, đến giao thông nông thôn hiện nay thì đòi hỏi nguồn lực tương đối lớn. Đấy, thì những nội dung này thì hiện nay đang rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là việc chuyển đổi các mô hình liên quan đến cái sản xuất trong người dân. Mặc dù có đạt được kết quả, nhưng tuy nhiên thì cái này cũng đang gặp khó khăn. Tại vì nhận thức của người dân liên quan đến cái sản xuất thì nó có một thời gian dài. Thì người dân thực hiện cái phương thức sản xuất theo cái lối cũ, tự cung, tự cấp. Rồi hai nữa là cái việc nắm bắt cái thị trường để từ đó để tổ chức các mô hình sản xuất hợp lý để nâng cao đời sống người dân, thì cái việc này thì nó cũng chưa được toàn diện. Vâng, xin đồng chí cho biết là trong thời gian tới để quá trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt những kết quả, thì đặc biệt là đưa huyện Than Uyên sớm trở thành huyện nông thôn mới, thì đối với huyện Than Uyên đưa ra những cái giải pháp cụ thể như thế nào? Trong thời gian tới thì để triển khai thực hiện đạt cái mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, thì ngoài cái việc mà tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo các cấp thì huyện cũng đang hiện nay đang xây dựng đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó việc trước tiên là hiện nay là huyện đang chỉ đạo rà soát tổng thể toàn bộ tất cả các tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới, bao gồm cả cấp xã và bao gồm cả cấp huyện. Trên cơ sở đó thì có cái kế hoạch xây dựng các phương án về phát triển kinh tế, cái nào mà nguồn lực của huyện mà trong cái khuôn khổ, trong cái cơ chế, trong cái chính sách hiện nay có mà huyện chủ động được thì huyện sẽ chủ động. Còn những nguồn lực mà cần đến sự quan tâm hỗ trợ từ tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo với tỉnh. Để cái thứ hai là những chỉ tiêu mà hiện nay đang khó đạt. Đấy, thì huyện cũng xác định rất là rõ, và trên cơ sở đó là tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhất là vấn đề liên quan đến cái hạ tầng đô thị của huyện. Đây là nội dung cũng đòi hỏi những cái tiêu chí, đòi hỏi nguồn lực lớn. Cái giải pháp thứ ba là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thấy được cái ý nghĩa của cái việc triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, gắn với đó là các biện pháp rất cụ thể, trong đó là tập trung thực hiện các mô hình liên quan đến cái nông nghiệp để người dân có cái sinh kế, có những mô hình làm sao nó có thể vừa nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng mà những mô hình đó phải thực sự bền vững và có cái chiều hướng triển vọng phát triển. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là một trong những vấn đề được ngành giáo dục đào tạo huyện Nậm Nhùn hết sức quan tâm chú trọng. Nhiều đơn vị trường đã chủ động khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ chế biến thức ăn, nhà kho, bảo quản thực phẩm. Nhờ đó mà các em học sinh bán trú luôn khỏe mạnh, các bậc phụ huynh luôn yên tâm khi gửi gắm con em mình với nhà trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục đào tạo huyện Nậm Nhùn có 31 đơn vị trường với 9.483 học sinh, trong đó có 5.755 học sinh thuộc diện bán trú. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, phòng đã yêu cầu các đơn vị nhà trường cần thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín, đảm bảo chất lượng. Thực hiện bếp một chiều tại các trường có cơ sở vật chất đã được đầu tư. Các trường chưa có bếp ăn một chiều thì cần nấu ăn đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh khu vực bếp ăn, lưu mẫu thức ăn sống và chín. Trong quá trình chế biến thức ăn cho học sinh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh. Đồ ăn phải đảm bảo yêu cầu, không được sử dụng chất có nguy cơ độc hại. Việc xác định được cái việc an toàn thực phẩm trong các cái bữa ăn học hàng ngày cho các cháu học sinh các đơn vị trường là cái việc quan trọng, thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo một số cái việc. Thứ nhất như là chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường là lựa chọn các cái thực phẩm an toàn, đảm bảo, và
ký cam kết đối với các cái nhà cung cấp thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cái thứ hai nữa là thực hiện tốt cái việc lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Thứ ba là chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm y tế huyện thường xuyên đến các đơn vị trường để kiểm tra về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm các bữa ăn bán trú trong trường học của năm học 2020-2021, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tích cực triển khai việc giảng dạy tích hợp các nội dung giáo dục kiến thức, thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân vào bài học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học nhằm thay đổi hành vi, nhận thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Các trường học tổ chức bán trú đều thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng, có thỏa thuận chặt chẽ mua thực phẩm với đơn vị được phép kinh doanh. Cho đến thời điểm này, theo đánh giá 100% trường có tổ chức bếp ăn bán trú đều đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Thực hiện công khai thực đơn, thực phẩm, đơn giá hàng ngày, lưu mẫu thức ăn, cập nhật ghi chép đầy đủ thông tin hàng ngày lên phần mềm liên thông đúng quy định. Đối với các đơn vị trường thì sẽ tiếp tục tăng cường cái việc kiểm tra các đơn vị trường để các đơn vị trường để chúng tôi có thể sớm phát hiện ra và kịp thời xử lý các cái sự việc không mong muốn được. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Nhùn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đảm bảo các bếp ăn bán trú trong trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Nhùn, các năm qua, chưa có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các nhà trường trên địa bàn huyện. Học sinh luôn được đảm bảo và duy trì các bữa ăn đủ chất và đủ lượng. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của các cơ quan chức năng huyện Mường Tè vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, số lượng người tham gia giao thông trên địa bàn có thể tăng do lượng người đi làm ăn xa, cũng như là các em học sinh, sinh viên về quê ăn Tết, và đặc biệt là việc sử dụng rượu bia vào các ngày này cũng tăng cao. Do vậy, những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mường Tè đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa các vụ vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Theo số liệu thống kê của đội cảnh sát giao thông công an huyện Mường Tè, năm 2020, toàn huyện đã xảy ra 11 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 1 người, bị thương 9 người. Để giảm thiểu các vụ tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn, cũng như để giúp người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu được an toàn, những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông. Tiếp tục triển khai nghị định số 100 của Chính phủ về tăng mức xử phạt đối với các phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong máu, cũng như tước bằng lái xe có thời hạn đối với các trường hợp vi phạm. Trong dịp Tết thì chắc chắn là cái lượng phương tiện nó sẽ tăng lên rất là nhiều, bởi vì số lượng người ra vào là tăng, thế nên là số lượng phương tiện cũng sẽ tăng theo. Thì chúng tôi cũng đã tăng cường các điểm, đặc biệt là những điểm đen về giao thông, rồi tăng cường kiểm soát các phương tiện, tăng cường kiểm tra kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông, để làm sao mà tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông là chấp hành nghiêm và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Để hạn chế đến mức tối đa các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp với tuần tra kiểm soát nhằm lập lại trật tự kỷ cương đường phố, góp phần kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp như chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông. Thực hiện kế hoạch của ban giám đốc quan tỉnh, thì đội cảnh sát giao thông công an huyện Mường Tè đã thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt chú ý vào các hành vi như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, và đặc biệt là các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà có sử dụng rượu bia. Đồng thời thì đội cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Cũng trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mường Tè sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại tất cả các tuyến đường, đặc biệt là các điểm nóng về tai nạn giao thông trên địa bàn. Kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ tới đông đảo nhân dân về luật giao thông đường bộ. Và đã uống rượu bia thì không lái xe,
để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân cũng như người tham gia giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.